Em xin phép test cái lô loa Bo 363 này. Như các bác đã biết thì dòng Bo thì dòng 363 và 464 là hai dòng loa được hãng Bo thiết kế rất là sang trọng. Đây các bác nhìn này. Bo 363 này thì các bác nhìn trên mặt nó có hai loa và trong thùng nó có một loa. Vì không tháo được thì em có đây để các bác nhìn một cái ảnh để các bác hình dung. Đây, đây là mặt của loa này, cái loa tép các bác vừa nhìn thấy này, trên này loa chung. Và đây có một cái loa bát là vì loa woofer. Người ta úp xuống xong rồi đánh hơi là thoát này, nó vòng đây. Thùng Bo thì thường người ta thiết kế cho dạng ma trận, là cái âm thanh của nó rất là đặc sắc. Đặc biệt Bo 363 và 464 thì anh em hay gọi là dòng loa Bo quý tộc, bởi thiết kế rất là đẹp, bắt mắt và tiếng rất là hay. Thiết kế rất là xinh xắn, phục vụ các bác có không gian nó gọi là không có nhiều diện tích để kê những cái đuôi loa to thì sở hữu Bo 363 là một lựa chọn tối ưu. Hôm nay em về được 4 đôi, 19 tháng 3 năm 2018. Đang test thử một cặp. Lô này về đủ chân đế luôn, rất là điệu. Đây là lỗ hơi vừa xong. Khi bóc mặt căng ra thì nó như thế này. Đó, hai miếng căng rời. Và đây nó có một cái lớp đệm. Nó gần như là hai khối riêng, nó có một lớp đệm rất là nặng. Và bên hông này thiết kế bằng vỏ sơn mài, rất là đẹp. Đây để em kéo một cái này ra để các bác có thể ngắm, cực kỳ đẹp. Soi gương được luôn, rất là đẹp. Đấy, thiết kế nó như này. Nếu bác nghe qua Bo 363 chưa biết cái hình dáng của nó thì hôm nay em quay chi tiết để các bác ngắm. Đấy, đằng sau phần trên này nó là một khối, nó thiết kế nó bắt bằng hai cái vít và một cái hợp kim như thế này. Đấy, âm ly mình đấu này, còn đây là mình đánh cầu loa của nó nối để thông số đây. 363 80W 6 ohm Bắc Bình Nam USA. Bo này rất là đẹp. Các bạn có thể thấy từ cầu loa, chân loa đều rất là đẹp. Lô này về sau cái lô Bo 121 của em, nó đều là hàng đầu giá, cho nên là đẹp không tì vết luôn. Hôm nay Bo 363 rất là nhiều bác săn thì bởi vì nó rất là hiếm. Đây là lần đầu tiên em về một lúc được 4 đôi. Mà chắc là ở Việt Nam thì chắc là cũng không có ai có tận 4 đôi nhiều như thế này. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em số 098 369 8887. Địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội. Các bác lưu ý hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2018. Lưu ý ngày giúp em. Đấy, ngoài ra thì em về thêm được cả Bo 321 CD2 nhé các bác nhé. 321 CD2. Các bác lưu ý cho em 321 CD2. Đấy, 321 CD2. Vô các bác chơi. Cảm ơn các bác đã quan tâm và đăng ký kênh của Thắng Audio.